Dạ mến chào cô bác chị đã quay lại kênh của em. Thì trên đường đi của chùa Bưng Thân Ý của xã Lưu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng hay cô bác chị. Thì bên màn hình tay phải của bác chị là tới bệnh viện lớn của tỉnh Sóc Trăng. Thì hướng về đường Mạc Đĩnh Chi là cô bác chị thì quẹo phải thì tới đường qua chùa Bưng Thân Ý nha cô bác chị. Thì em quay đoạn gửi đến cô bác chị nha, cũng như là quay chỉ đường cô bác chị, rồi cô bác chị cứ bình luận hỏi. Thì bên bình phụ đô thị mà. Rồi trước màn hình của bác chị là cũng như là bệnh viện lớn, thì đi khoảng chừng vài chục mét ngoài phía bên tay phải, thì cô bác chị chạy khoảng chừng 13 cây số là tới chùa ha cô bác chị. Đây là bụng bên chỗ mà khu Nam A nha cô bác chị, đây quẹo phải tin của mạng liên mà thật có màn rối rồi thằng hát ta sắp hai sắp họ nữa rồi cái chua phía rồi rồi từ bụng bên khu Nam A của bác chị chạy thẳng khoảng chừng 13 cây số, chùa thì nằm phía bên tay phải của bác chị ha. Thì hiện giờ chúng ta cũng như là tới cầu của Mạc Đĩnh Chi ha, cầu mới ha cô bác chị, thì chạy thẳng khoảng chừng 13 cây số là tới. Thì em xin thông báo lại một lần nữa là ngày 7 tháng 3 năm 2021 lúc 3:30 là lễ di chuyển đá xi ma chính cục ha cô bác chị, ba dòng chánh điện. Và ngày 8, ngày 9, ngày 10 thì tối ngày 10, tối ngày cuối cùng của lễ kết chế xi ma chùa Bưng Thân Ý xã Lưu Tú là cắt dây xi ma nha. Em này em thông báo lại nữa cô bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là cũng tới chùa ha các bác chị, khoảng chừng vài trăm mét thôi là tới cổng chùa ha. Thì hai bên đây cũng bà con cô bác cũng đã có chỗ buôn bán. Và trước màn hình của bác chị là những cờ của Phật Đản ha. Thì đây bà con của bác chị tới đây cũng rất là đông ha. Thì bà con cô bác chị cũng như cho em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ đây, em cảm ơn cô bác chị rất nhiều. Thì để em có động lực cũng như là em có động lực để quay những thước phim cập nhật lại đến cô bác chị ha. Cái này để xe nè, cái xe xuống đây là vừa luôn nè. Đây. Thì đầu dục kê cũng có hết cô bác chị. Đó. Thì trước màn hình của bác chị là cổng vào. Thì tới 4 năm hướng vào đó cô bác chị. Ở đây bán nhóc. Không biết đường chỗ chùa đó. Ồ, đây quá trời luôn này các bác chị. Sao rồi chị? Bán mấy con gà em chưa? Ồ, đây buôn bán này quá trời rồi. Ồ. Ngân hàng. Thì được biết là hai ngày nữa thôi tới ngày lễ hả cô bác chị. Đó, đây là những dãy bông. Bán đồ nhóc luôn. Thì cũng theo bà con Phật tử cũng là thường xuyên cũng đi sớm để viếng rất là cũng như là đi viếng rất là thoải mái ha cô bác chị. Đây là lán trại. Rất là đông và sung luôn. Đây các cô đang trang trí ha. Đó. Đây các cô đang trang trí nè.
chào bà ha. Ở đây mình trang trí cái này là để lên vô lán chạy hay gì á bà? Mùi nó đặt nó đây gì thế chắc nó hiệp cái mùi nó mùi đăng gì thấy đẹp quá luôn nè. Đẹp không con? Đẹp đẹp là cô có biết bữa mấy là mình di chuyển đá xi măng không vậy cô? Ngày 8 là chuyển 3 giờ. 7 tay 3 giờ mà. 7 tay 3 giờ. 3 giờ cả sáng. 3 giờ rưỡi chiều. Còn mới thì ập vào xe nhưng là 3 giờ là khiên người xe máy chung quýnh nhé. Dạ đúng rồi. Ba giờ chiều á, ba giờ mới á. Dạ dạ. Để sang xe ba chung với nhé. Đúng, ba vòng chánh điện á. Chắc mới chắc. Khiên cũng như là khiên chính cục đá xi ma ba vòng chánh điện. Ba giờ mới này nè. Rồi cũng như là khiên rồi bắt đầu hình như là theo tượng trưng là khiên vô chánh điện rồi thì mỗi mỗi hố xi ma là một cục cục đá xi ma. Rồi tối là bữa 10 tay là tối ngày cuối cùng là cắt dây xi ma. Bây giờ mới là 3 giờ. Dạ. Mời 3 giờ diễu hành mấy bà cũng rảnh đây ha. Đây sớm thì con ơi. Dạ. Con ở đâu? Thường thường mình kết vậy là khoảng bao nhiêu phút mới gọi bà? Ăn cua nhiều ít con. Dạ dạ. Con cũng năm nay sao mà xi măng nhiều ha con? Dạ thì năm nay hình như năm chùa đó. Là chùa Trà Tim Chắc là phường 10 của Sóc Trăng rồi nè. Rồi tới chùa Bưng Thanh Lý của xã Lưu Tú nè, là 2 nè. Rồi tới đây Tài Suốt là 3 nè. Tới Âu Trung Ngã Năm là 4 nè. Rồi tới Cất Khung cùng Lao Dung là 5. Bữa hổm con mới đi chùa Kinh Sáng ở bên Trà Vinh rồi. Rồi qua rồi ha. Dạ. Dạ mấy bà làm cái chuyện ha. Dạ dạ dạ. Chúc con vô ăn cơm ạ. Con vô ăn cơm tới trời ơi, tới đại nè. Dạ dạ dạ. Đây buôn bán cũng rất là nhiều luôn ha cô bác chị. Trước màn hình cô bác chị là khu chánh điện. Thì bên bộ phận này là cũng như là đãi khách ha, cũng như đãi các đoàn Phật tử đến. Ở đây thì tới nữa là nghi thức làm lễ cắt băng khánh thành của chánh điện. Trước màn hình của bác chị là lễ đài á, lễ đài đứng lửa tiếp đón sư. Wow, thì có lễ đài đây cũng chị. Có tới hai cổng tiếp vô, cổng bên đây với cổng bên đây hả cô bác chị? Đây là phần lễ đài của để chính đá xi ma. Thank you.
Đây coi thì bà con Phật tử đến đây viếng sớm cũng có cũng như là lễ viếng cô bác chị. Từ tới ngày lễ hội thì rất là đông. Ừ, bán đồ đây cũng nhiều lắm ha cô bác chị. Đây bán tranh tượng Phật này ha. Đây là ba cái đồ cũng như cô bác chị đến đây bán bông. Đang trang trí đèn. Thiên ông lúc nãy dưới thiên lên đó. Em mời các bác chị ông hình em mời lên trên. Em đi một dọc chánh điện ở dưới ha. Thì phần ở dưới đây thì bà con cô bác chị cũng đến đây buôn bán ha cô bác chị. Rất là đẹp luôn. Thì chính thức vào lễ là ngày 8 tây ha cô bác chị, 8, 9, 10. Thì chiều của bãi tây thì sẽ làm lễ khiên chính cục đá xi ma lên ngôi chánh điện ha cô bác chị. Thì mỗi học đá xi ma vào chánh điện trong đây. Thì tới nữa là bữa bảy tây lối 3:30 sẽ di chuyển đá xi ma 3 dòng chánh điện vào lên đây. Thì mỗi học hố xi ma thì một cục đá xi ma các bác chị, thì gồm 9 hố xi ma ha. Thì ở đây là một sau lưng Bổn Sư Thích Ca, một. Thì ở đây là 3 nữa là 4 ha. Với bên đây 3 nữa là 7, 7 với 2 hố này hố để đá xi ma. Yeah, hôm gặp thì tới trở diễu hành thì đá xi ma mỗi hố ở sau Bổn Sư Thích Ca một, thì tới nửa di chuyển 3 cục đá xi ma thì mỗi hố này một cục đá cô bác chị. Đây 3 hố. Thì ở đây Phật tử cũng có để tiền rồi hết nè cô bác chị. Đó, thì lễ sớm thì mình rất là dễ cầu nguyện luôn, tới vô lễ thì rất là đông. Không kẹt, không có đông người. Đông người trên lắm đi. Em để trước nhất đầu tiên luôn mà. Đó, để tiền vô rồi. Thì tới nữa là treo đá xi ma ở đây, bắt đầu cắt xuống ha cô bác chị. Thì ở đây thêm một học nữa nè. Em giới thiệu cho. Đây một học nữa, chính. Thì lúc nào cũng hố xi ma là chính mà. Chưa đâu, 8 tay không nổi. Mời mới cái 6 à. Vậy ông hỏi nãy mình nói con này 6. Thì bữa nay 6 mới 7. Ồ mày 18. mời di chuyển đá xi ma hết chứ. 3:30 chiều. Đây cô ấy này. Quánh hai clip đây. Đi đồng kêu quánh vô clip nữa. Mày đi chạy luôn đi em ơi. Hai lại nữa rồi. Đây chỗ các con buôn bán ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thì tới nữa đây là tiếp khách đoàn Phật tử đến đây để dùng bữa cơm cùng nhà chùa hay có bác chị. Thì đây, bàn ghế chắc hết rồi. Thì chùa Bưng Hương Niết này thuộc xã Liêu Tú, huyện Nhân Đề, tỉnh Sóc Trăng ha. Thì chúng ta còn dọn dẹn là 2 ngày nữa thì sẽ tới ngày lễ kết giới Si Ma, ngôi chánh điện. Ồ, trong đây là bà con của bác thì tới đây cũng buôn bán rất là đông ha. Ô bên kia mở nhạc quá à. Đó. Mở nhạc quá, quay sợ dính mở nguyện, mong bà con của bác thì thông cảm. Thì bữa tới bữa mà 8 tay sáng là lễ cắt băng khánh thành ngôi chánh điện này là cô bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là cũng như là trang trí, khâu trang trí và ghế ngồi cho các đại biểu cũng đã có sẵn ha cô bác chị. Thì đây, đúng rồi, đây là chỗ ăn uống ha. Các con chú bác đến đây cũng như để phụ tiếp nhà chùa ha cô bác chị. Đây là những cái trống lớn. Đây là bắt đầu buôn bán hai bên này rất là nhiều luôn ha. Đây là cũng như những phần ghe ngò của nhà ghe của chùa các bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là cũng như ngôi chánh điện. Cô từ đâu đến cô? Mẹ. À bán đồ, cô từ đâu đến? Cần Giờ. Cần Giờ 1 hay Cần Giờ 2? Cần Giờ 1. Ở vậy nằm cái chỗ mà chỗ đường lộ mới đi qua cái tới ha. Ở bán đồ của người Khmer hả cô? Cái đó cô bán luôn hay vậy? Ồ cháu Cần Giờ. Cần Kiên. Cô ở Cần Giờ 1. Cần Kiên. Cái này chỗ này mình đăng ký trước hay gì vậy cô? Chiên cái bán đồ Khmer ha. Đồ đó. Bán đồ cổ. Đây đó. Có gì cổ nữa không con? Có nhiều lắm mà chưa lấy ra. Có người cổ không con? Mới đây kết lên bông đẹp nữa rồi coi. Đây nè. Con mới ở đây có vòng bông à. Con ăn cơm chưa? Dạ được rồi bà. Đi ăn đi con. Dạ cảm ơn bà ha. Ủa cái khai này mình tính nữa mình làm cái gì vậy bà? Dạ. Cúng ông trời hả bà? Dạ. Dạ. Mô Phật. Dạ, vô ăn cơm đi con. Dạ.
Thì em đi một vòng ở cô bác chị thì em gửi đến cô bác chị cũng như chỗ mà buôn bán với chánh điện với ngày thông báo ngày lễ kết với Sima với đường đi có hết nè cô bác chị. Rất là cái gì chị em lại chị? Nước mía với bún xào nước lèo vậy nè. À nước mía, bún xào, nước lèo. Nước lèo gà nướng luôn. Rồi giá bao nhiêu chị? 25 một ca. Nước lèo. Nước mía thì 10 ca. Nước mía thì 10 ca ha. Giá thì có nên biết hết rồi ha. Dạ có biết hết trơn rồi đó. Đó, còn có 25 đồng giá 25 đến. Ờ. Ê cô chuẩn bị bún xào nè. Bún xào lên kìa. Đây. Bún xào bà viên bà gì các chị. Có đủ hết. Rồi anh đi coi lại. Tôi mới có bà viên. Tôi mới có. Nó không nhiều nhưng mà ở đây bán cầm một số đi không có đưa tiền anh mà đâu có gà. Được không được khẽ nói chị. Ừ. Đây là những thành phần gia vị nè ha. Đây là trứng ngoài hình của bác chị. Đó đây đó. Thôi em xin kết thúc clip tại đây, hẹn của bác chị những clip tiếp theo và nhớ đồng hành cùng em cho em một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ. Cảm ơn của bác chị rất nhiều.